Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Bắp Channel, kênh thông tin giải trí nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là tin tức chính trong bản tin ngày hôm nay. Min và Sixteen Chip lộ mô típ tín vật tình yêu hệt như Sơn Tùng Hải Tú, xác nhận luôn mối quan hệ tình cảm. Min và Sixteen Chip lại khiến fan đau đầu vì mối quan hệ tình cảm ngày một thân thiết, khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Tuy nhiên thời gian gần đây, Min và Sixteen Chip lại khiến nhiều người xôn xao khi vướng nghi vấn hẹn hò. Nàng thì đẹp gái, chàng thì đẹp trai, cả hai thường xuyên có những hành động thả thính cực ngọt trên mạng xã hội nên bảo sao dân tình không đẩy thuyền mệt nghỉ. Cho đến mới đây, tiếp nối phong trào tín vật tình yêu của Binz Cho Bùi, Sơn Tùng Hải Tú, Min và Sixteen Chip cũng bị soi có một vật phẩm tương tự. Theo đó, netizen phát hiện cả Min và Sixteen Chip đều đang đeo chiếc vòng có thiết kế y hệt nhau. Rất nhiều khán giả cho rằng đây chính là động thái ngầm xác nhận chuyện đang hẹn hò của cặp đôi. Thế nhưng vì chính chủ vẫn chưa lên tiếng nên mọi kết luận ngay lúc này đều chỉ mang tính tương đối. Nghệ sĩ Văn Ngà qua đời, thành phố Hồ Chí Minh. Nghệ sĩ Văn Ngà, 63 tuổi, diễn viên lồng tiếng gạo cội của làng phim Việt Nam, đột ngột qua đời vì bệnh tim sáng 16 tháng 11. Đạo diễn Đạt Phi, đàn em thân thiết của nghệ sĩ cho biết, ông mất vì nhồi máu cơ tim tại nhà trọ ở quận Gò Vấp. Nhiều năm qua, ông điều trị chứng trụy tim. Do nghệ sĩ không lập gia đình, chỉ có một người con nuôi, tang lễ ông đang được Đạt Phi và một số nhà hảo tâm lo liệu. Lễ nhập quan diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 16 tháng 11. Lễ động quan bắt đầu lúc 12 giờ ngày 18 tháng 11. Linh cữu được hỏa táng tại Bình Hưng Hòa. Đồng nghiệp bàng hoàng khi hay tin diễn viên gạo cội qua đời. Đạt Phi nói, vài ngày trước ông còn khoe với anh đang thu sách nói cho một công ty. Vài năm gần đây, ông chủ yếu làm việc cho công ty lồng tiếng của Đạt Phi, vẫn năng nổ với nghề. Những bom tấn Hollywood chiếu trong nước như The Lion King, Jones, Hotel Transylvania đều có dấu ấn của Văn Ngà với vai trò lồng tiếng. Ông từng gây ấn tượng trong giới khi lồng cho vai quốc vương trong phim Aladdin 2019. Quen biết Văn Ngà từ những năm đầu vào nghề, nghệ sĩ Kim Xuân nói ông là một trong số hiếm giọng nói có cá tính riêng, dễ nhận ra trong vô vàn nghệ sĩ lồng tiếng. Văn Ngà sinh năm 1958, từng theo học trường Quốc gia âm nhạc và kịch nghệ Sài Gòn. Sau năm 1975, ông theo đoàn kịch Nói Bông Hồng của nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng và đoàn cải lương 284 một thời gian, chuyên đóng vai các vai phản diện. Nhận ra khó để đánh công trên sân khấu, ông chuyển sang hướng lồng tiếng. Từ đầu thập niên 1980, ông thọ giáo nghệ sĩ Lê Hưng, nhờ chức giọng trời cho cùng khả năng đọc thoại kịch, ông nhanh chóng nổi tiếng trong giới. Những năm 1990, ông chuyên lồng tiếng cho các nghệ sĩ gạo cội như Mạc Can, Thanh Nam. 40 năm làm nghề, ông đảm nhận giọng nói của hàng trăm nhân vật. Một thời gian, Văn Ngà tưởng chừng phải giải nghệ vì thù lao bèo bọt khi số lượng diễn viên trong giới tăng, song vẫn quyết tâm gắn bó vì chót yêu nghề. Năm 2020, khi được hỏi về việc đa số công chúng không biết đến sự hiện diện của mình, Văn Ngà nói, không sao cả, miễn được khóc được cười cùng các nhân vật, mang lại cảm xúc cho khán giả là hạnh phúc, đã chọn một góc riêng lặng thầm, thì cần gì nghĩ đến sự nổi tiếng nữa.